Trường tiểu học Ngô Mây xã Gia Tô huyện Rông vừa tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Ngô Mây xã Gia Tô có 21 lớp học với tổng số 643 học sinh, hàng năm trên 97% học sinh hoàn thành chương trình học từ năm học 2019-2020 đến năm học 2023-2024, nhà trường triển khai thực hiện thông tư số 17 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thường xuyên tiến hành tự đánh giá, hoàn thiện hồ sơ và đăng ký với cấp trên kiểm định chất lượng giáo dục. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 1131 về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đối với 29 trường học trong tỉnh, trong đó có trường tiểu học Ngô Mây. Như vậy, đến nay xã Gia Tô, huyện Chư Prong có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 dịp này trường tiểu học ngô mây có một tập thể và năm cá nhân được chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chư prong tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. một tập thể và năm cá nhân được ủy ban nhân dân xã gia tô tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.